ngày 2 tháng 9 hay không. Đó là cái điều quan trọng. Tôi hôm nay là một nhân chứng sống và từng hoạt động cho Việt Minh từ hồi còn trẻ, năm mà mình 19-20 tuổi, và cho tới ngày hôm nay còn sống ở đây, hồn thiêng sông núi, tổ tiên Việt Nam phù hộ cho tôi. Để cho tôi nói một sự thực để anh em hiểu rằng Hồ Chí Minh chết thật ngày 2 tháng 9 hay là ngày nào, và bè lũ cộng sản trung ương đảng bưng bít như thế nào. Thưa tất cả các anh em trẻ trong và ngoài nước, cũng như mời tất cả các anh em đảng viên Đảng Cộng sản cao cấp, già cũng như trẻ, lắng nghe một sự thực mà các bạn bị Đảng Cộng sản Việt Nam che giấu gần 40 mấy năm nay. Sau khi thất bại cái chết của cái Tết Mậu Thân năm 1968 tại miền Nam Việt Nam, Hồ Chí Minh uất và tức và học máu. Học máu không phải vì cái thất bại cái Tết Mậu Thân mà hy sinh hàng 70-80 ngàn thanh niên trẻ tuổi từ 14 tuổi cho đến 19 tuổi, cả Nam lẫn Bắc. Thì chính lúc đó bè lũ của Trường Chinh, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp cay đắng và đến nói chuyện với Hồ Chí Minh, thì Hồ Chí Minh cay đắng hơn, đó là những người hợp tác chặt chẽ với Hồ Chí Minh từ hồi nào đến giờ. Và tôi cũng là một trong những ủy viên của Trung ương Đảng thời gian đó. Nhưng sự thực Hồ Chí Minh bị bệnh sau cái ngày Mậu Thân khoảng một tháng sau, và chưa kéo dài, thuốc men đủ mọi thứ. Lúc đó thì chính Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp cũng đã muốn cho Hồ Chí Minh chết ngay cái dạo Mậu Thân rồi. Nhưng mà vì Đảng Cộng sản lúc đó sắp sửa mật mắm mồng chia rẽ giữa hai nhóm, một nhóm theo Tàu và một nhóm theo Nga. Nhóm theo Tàu thì tạm lui vào bóng tối và di tản chiến thuật, tức là người theo Tàu được đi qua bên Tàu ở, để nhóm theo Nga hoành hành. Vì lý do đó mới một số như Trương Như Tản của Mặt trận Giải phóng miền Nam và một số nữa của cán bộ miền Nam cũng bị bắt phải chạy trốn sang Tàu, nếu không ở lại thì Đảng Cộng sản họ cũng giết, mà chỉ còn một số thân Nga ở lại thôi. Cũng như suốt quá trình vừa rồi chế độ Cộng sản Nga sụp đổ, thì các bạn đảng viên cao cấp của Cộng sản lớn tuổi cũng như trẻ tuổi bây giờ thấy, cũng đã thấy là Nga thất bại thì bắt đầu Cộng sản Tàu về lại thanh toán một số những đảng viên Đảng Cộng sản thân Nga bằng cách tổ chức đi chơi hay đi du lịch hay tham quan những các đơn vị tiền tuyến ở kia, bằng cách dấp máy bay cho chết đi vài ông tướng tá hoặc là đụng xe, hoặc là bằng cách nói này nọ đau tim, đại khái là như vậy. Bây giờ một cái sự thực mà quý tất cả anh em trong nước cũng như ngoài muốn biết sự thực cái chết của Hồ Chí Minh như thế nào. Tôi đây là một nhân chứng sống, đội mồ sống lại và hiểu hết, ra ngoài được sự tự do, phải nói lên một sự thực mà đã từ lâu tất cả mọi người không biết, đó là bị Đảng Cộng sản và chính quyền của Cộng sản bao nhiêu thời nay bưng bít che giấu và tâng bức. Cái đó cũng là cái mà ta gọi rằng làm ác thì gây ngay nghiệp chướng vào đời mình. Hồ Chí Minh cũng chẳng hiền lành gì, cũng chẳng tử tế gì, cũng vợ nọ con kia, cũng giống như Ba Duẩn
với cả Lê Duẩn cũng nói xin lỗi anh chị em nhé, cũng đéo bậy tùm lum rồi, lừa gạt tùm lum à, hết vợ cán bộ nọ đến vợ cán bộ kia, cao cấp cũng như là hạ cấp. Sở dĩ họ muốn bưng mít để mà tôn thờ một Hồ Chí Minh đã đều là bác vì nước, vì dân, vì tất cả mọi người, không có phí phạm cái gì hết cả, kể cả sức khỏe của bác, cho nên bác còn trinh. Đúng, bác còn trinh thật, nhưng mà trinh cái Đảng Cộng sản, nhưng mà tên Marco tội đồ của Tổ quốc là cái thằng điếm đảng. Thưa tất cả anh chị em, tôi chuyên thuật lại đại khái cái ngày giờ mà Hồ Chí Minh bệnh hoạn nặng nhất là ngày 25 tháng 8 năm 1969. Được một số bác sĩ Nga, và cũng trong đó có một số bác sĩ Tàu, và cũng có một số bác sĩ người Mỹ. Nhưng mà vì lòng nhân đạo, người Mỹ người ta muốn cứu Hồ Chí Minh thật. Nhưng mà Tàu nó không bằng lòng. Và Nga cũng chỉ muốn là hy vọng là Hồ Chí Minh sống. Nhưng cái thời buổi đó, Hồ Chí Minh bị suy thận rồi, chơi bời nhiều quá. Cũng bởi cái chơi bời đó mà do thằng Bộ trưởng Công an tên là Hoàng dẫn dắt gái, và đồng thời bưng mít. Sau khi mà thoải mái rồi thì đến lượt Hoàng cũng thoải mái tiếp theo những người con gái đó. Rồi sau khi cũng sợ bị tố giác ra thì chính Hoàng là người tổ chức những vụ để giết chết, như bảo họ đụng xe ở tại Ba Đình. Những cái chỗ đó là chỉ có đảng viên Đảng Cộng sản cao cấp mới vào được thôi. Tôi nói là từ cao cấp, từ đại tá hay thượng tá trở lên mới vào được, cái cấp trung tá cũng không vào nổi. Đừng nói chỉ mấy cấp úy vớ vẩn. Và một lòng trung thành với Đảng Cộng sản. Vì nếu họ không trung thành thì họ cũng chết. Nên họ phải trung thành để họ cứu đời con cháu của họ. Rồi sau đó con cháu họ được di tản đi chỗ khác, hoặc là đi trốn được ra nước ngoài rồi, hoặc là đi được chạy vào miền Nam được rồi. Tôi ví dụ như thế này, ở trong miền Nam chính bàn tay chúng tôi đã tiếp tay với chính quyền của quốc gia, và những anh em ở trong đó thân nhân họ hàng của tôi đã triệu hồi được một đại tá bé, và chúng tôi vẫn cho họ làm việc trong một chức vụ của tổng ủy của công dân đội. Hay là bác sĩ Hồ Văn Trâm làm bác sĩ thực đưa về triệu hồi, chúng tôi cũng làm bộ trưởng bộ triệu hồi. Để làm gì? Bởi vì miền Nam tôn trọng nhân quyền, tôn trọng dân chủ. Khi những người nào bỏ đảng đi, tức là họ đã biết Đảng Cộng sản quá nhiều rồi, thì chúng tôi không phải nói rằng câu khai thác, mà nhờ họ tìm ra tất cả những manh mối. Hồ Chí Minh bệnh nặng nhất là vào ngày 27 tháng 8. Và đúng ngày 29 tháng 8 thì Hồ Chí Minh chết rồi. Ăn uống không được, phải truyền thức ăn vào. Nhưng mà chỉ nằm đó như một cái xác không hồn. Cũng muốn cứu cho khỏi, cho chích thuốc tất cả một thứ tầm bổ và chạy chữa, cứ khỏi bệnh. Thì bắt đầu một số bác sĩ Tàu lại chữa làm sao, Hồ Chí Minh lại bệnh, lại muốn chết. Rồi sau đó, rồi lại chết, nhưng là chết 95%, lại được cứu thoát. Và chính do Hồ Chí Minh chết đúng đêm mùng 1 tháng 9, lúc 3 giờ sáng. Nhưng mà ủy viên Trung ương Đảng và tất cả mọi người Đảng Cộng sản đều giấu hết. Cái kẻ mà giấu nhiều nhất, mà khai thác nhiều nhất, chính là Trường Chinh và Lê Duẩn. Cái phe mà nó tôn thờ cái thằng giặc Tàu, cái thằng Mao Trạch Đông ấy, nó mang 1.000 năm đô hộ dân chúng ta. Nó không dám nói là giặc Tàu, mà trong những chiến sử của chúng ta như Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, mà nó phải nói là nhà Mãn Khai, nhà nọ, nhà kia, chứ nó không nói là giặc Tàu, là tụ Tàu miền Bắc. Cái người mà dân tộc Việt Nam chúng ta căm thù nhất
là tụi tàu ở miền Bắc nước Việt Nam chúng ta. Nếu nó là những người tàu như ông Tưởng Giới Thạch thì có dân chủ, có nhân quyền, thì chúng ta lúc nào cũng cúi đầu mang ơn. Nhưng mà cái kẻ mà nó tôn thờ nhiều nhất mà tất cả mọi người va vào, sau khi mà Mao Trạch Đông lợi dụng các vấn đề cộng sản để hùa những dân nghèo dân dốt đứng lên, lợi dụng lòng dân để mà chết mất cả bao nhiêu triệu dân Trung Quốc để đánh đuổi được Tưởng Giới Thạch đi. Sau khi chỉ nắm một cái hòn đảo nhỏ để trở thành một nước dân chủ Trung Hoa, Tưởng Giới Thạch đã đưa cái hòn đảo dân đó lên đứng hàng nhất nhì ở Á Châu, trong khi đó Trung Quốc vẫn là chết đói, nghèo và dốt như thường. Như nhờ vào sức dân và cái lòng tuyên bố và như mọi cái bịt bậu, người dân cứ tưởng thật đó là thiên đường của cộng sản. Anh Việt Nam cũng học cái lá bài đó. Khi Hồ Chí Minh chết thật vào đêm 2 giờ đêm sáng ngày mùng 1 tháng 9 rồi, nó không cách nào hơn được nữa, thì nó nói nó chỉ bể Bác nằm ở đó. Và Bác còn hãy còn thở, Bác có nhắn nhủ là, nhưng cái di chúc mà để lại đó, hoàn toàn Bác làm đúng, và cái người mà viết di chúc đó và chép lại theo lời nói của Bác đó. Sau khi mà ông Hồ Chí Minh cũng chết đi, thì nó khai thác ông này và bắt bớ ông này. Và chính bàn tay của Lê Duẩn và Trường Chinh đã sửa cái di chúc đó để trung thành với chế độ của Nga Xô và Trung Quốc. Chính Hồ Chí Minh là cái người cõng rắn cắn gà nhà, mang tất cả những tội ác để đi về đất nước Việt Nam, lợi dụng cái sự chiến tranh của đề nghị thế chiến của Nhật. Nếu đúng ra nó phải căm thù Nhật, bởi vì năm 1945 Nhật đã giết oan biết bao nhiêu triệu đồng bào Việt Nam chúng ta từ Thái Bình trở ra cái miền Bắc. Và tôi cũng là một trong những cái người có trách nhiệm cung cấp và tiếp tế thức ăn cho đồng bào miền Bắc. Thái Bình là cội nguồn của chết chóc năm 45 nhiều nhất, gần như là 3/5 dân chúng Thái Bình chết gần hết. Nhưng mà Đảng Cộng sản có bao giờ nghĩ tới dân không? Xin thưa rằng Đảng Cộng sản không bao giờ nghĩ tới dân cả. Họ chỉ nghĩ đến quyền lợi, mà quyền lợi của những người đầu gộc. Họ làm cho những người ở dưới đi theo họ mù mờ, bởi vì trình độ của những người đó không có được đi học. Kể cả đánh vần chữ quốc ngữ ABC họ không biết nữa. Kể cả vấn đề gọi là ký cái tên họ không biết ký tên làm sao. Họ chỉ biết gạch dấu thập hoặc gạch ngang một cái. Đó là cái lợi dụng lòng dân vì yêu nước mà Hồ Chí Minh đã tàn sát dân tộc Việt Nam. Và sau khi chiếm được miền Nam rồi, quý vị cũng đã thấy lại còn tàn sát miền Nam hơn nữa. Và dân miền Bắc cứ tưởng là miền Nam nghèo, nhưng khi vào tới nơi rồi mới thấy nhà cửa sung sướng, ăn uống tất cả mọi thứ, xe pháo đầy đủ hết. Đến nỗi mà tôi còn nhớ, khi mà những anh em bộ đội được giải phóng cho miền Nam, họ có hỏi anh miền Bắc rằng, ở miền Bắc thì kêu là kem, mà miền Nam là kêu là cà rem. Thì họ hỏi anh bộ đội rằng, ơi, ở miền Bắc anh có cà rem không? Anh bộ đội không kiểu gì, cà rem là cái kem cả. Mà nói nghe một câu, ôi ơi, cà rem chúng tôi đầy đường. Tôi thấy tội nghiệp cho những anh em bộ đội đó. Họ dốt nát, họ ngu si, nó trắng như vậy. Họ bị Đảng Cộng sản lừa bịp. Chứ tôi không trách gì cả. Ngay bản thân tôi đi theo Cộng sản. Gia đình tôi, thân nhân tôi, anh em tôi đã hoạt động cho Cộng sản từ năm 1946. Và tôi cũng tiếp tay từ năm 1948-49. Mặc dù hồi còn nhỏ, chúng tôi đã từng làm những cái việc mà phải nói thẳng là người dân và thanh niên Việt Nam lúc đó, nhất là đoàn thanh niên
lúc đó không phải là Đoàn Thanh niên Cộng sản đâu, mà gọi là đoàn lực lượng thanh niên yêu nước của tất cả ba miền Trung Nam Bắc. Và Việt Minh đã lợi dụng cái đó. Cũng như năm 45, đồng bào đi về kêu gọi chính quyền họp tại nhà hát lớn Hà Nội, kêu gọi tất cả mọi người dân quay về với ông Vĩnh Thụy, tức là Bảo Đại, để giành lại độc lập qua tay người Pháp. Vì người Pháp cũng có sẵn sàng trả độc lập rồi. Nhưng Hồ Chí Minh khôn, một mặt nói rằng tôi sẽ tiếp tay với lại chính phủ Pháp để tiêu diệt những người quốc gia phản bội, phản lại nước Pháp, và chỉ điểm thì giết đi. Sau đó chính phủ Pháp đã trả độc lập cho Việt Nam mình, là vào năm 1949-50 rồi. Nhưng mà đang bàn thảo thì Hồ Chí Minh một mặt tiêu thổ kháng chiến, tức là dùng lợi dụng thanh niên và lực lượng những người nùng, những người miền thượng để quấy phá quân đội Pháp. Cũng chỉ vì cái chỗ đó mà mới xảy ra chuyện gọi là mặt trận Điện Biên Phủ. Thực sự lực thanh niên Việt Nam mình rất yêu nước, và Điện Biên Phủ thanh niên Việt Nam mình lúc đó đánh rất hăng say, quên hết tất cả mọi thân nhân gia đình vợ con, chỉ làm sao giành được độc lập, tự do, nhân quyền và dân chủ cho nước Việt Nam. Nhưng Hồ Chí Minh và bè lũ tập đoàn Duẩn, Đồng, Trinh, Giáp đã phản bội. Sau đó đổi thành Đảng Cộng sản Việt Nam, lúc đó mới lòi bộ mặt ra. Thì hỡi ơi, đó là năm 1956. Và rồi sau đó là 1958, xảy ra đấu tố tại miền Bắc. Đã gần mấy trăm ngàn người tư sản giàu có từng tiếp tế thuốc men, súng ống, đạn dược, tiền bạc và để giúp Việt Minh. Cuối cùng những người đó đã chết thê thảm bởi bàn tay cáo già Hồ Chí Minh. Cho nên Hồ Chí Minh chết thực ra vào ngày mùng 1 tháng 9, 2 giờ đêm, chứ không phải vào ngày 2 tháng 9. Thưa tất cả các anh em đảng viên Cộng sản, già cũng như trẻ, hỡi những bạn thanh niên già đã cùng với chúng tôi, đã cùng với tôi thời gian đó vì yêu nước nó lầm đường, tiếp tay cho Việt Minh. Bây giờ các bạn đã thấy, đã thức tỉnh và đã tổ chức thành những nhà dân chủ trong nước. Mà muốn bây giờ lật đổ chế độ Cộng sản không có khó. Người dân bây giờ, tuổi trẻ con cháu chúng ta bây giờ trong nước và ngoài đều hiểu hết rồi, biết hết rồi. Chỉ có những người mà còn theo là những người vô học, những con nhà nghèo, ngu si rốt nát. Chứ còn bây giờ kể cả những bố mẹ rốt nát ngu si nhưng mà con cái được đi học, được đi xuất ngoại, nó đều mở mắt hết rồi. Con nói dối nó bây giờ không được nữa, nói láo nó không được nữa. Bởi vì nó đã tiêm nhiễm tất cả sự học hành ở khắp năm châu trên thế giới, giúp những thanh niên trẻ để trở về yêu cầu của ông cha chúng nó hay xuống để mà cho chúng nó xây dựng lại đất nước. Một nước Việt Nam phải được phú cường và đứng trên hàng đầu của các nước ở Đông Nam Á. Trước năm 1945 thì Việt Nam thua người ta thật. Nhưng mà sau 1955, Việt Nam hơn cả các nước ở Đông Nam Á, hơn cả Đại Hàn, hơn cả Thái Lan, hơn cả Mã Lai, Nam Dương, hơn hết, đứng hàng đầu. Những người vì chiến tranh, vừa chiến tranh vừa xây dựng đất nước mà mình còn hơn như vậy. Bây giờ 31 năm chiếm được đất nước rồi, Đảng Cộng sản Việt Nam không làm được gì cho dân chúng cả. Chỉ bốc phét nói láo, rửa tay xin tiền thôi. Và đã làm cho dân nghèo khổ quá, chết chóc nhiều quá. Tôi đã nhìn những hình ảnh đau thương của những anh em cán binh Cộng sản, những người lớn tuổi sau khi về hưu bị đuổi ra khỏi đảng, đã không có đủ tiền mà sống qua ngày tháng, ngồi đầu đường xó chợ vá theo từng cái vá bỏ xe. Tôi thì không phải bị may mắn trong những chuyện ngồi như vậy, vì tôi ý thức được sớm. Những người Đảng Cộng sản bây giờ ngồi đầu đường vá xe bất sủng, nhất là sau những ngày thanh toán, những người theo Nga thì thanh toán người theo Trung Quốc, bây giờ những người theo Trung Quốc thanh toán những người theo Nga. Cái người mà đã có thể nói lên được tiếng nói chính thức
là ông Võ Nguyên Giáp. Tôi nói thẳng như vậy, đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng rồi cuối cùng quý vị nó thấy rằng họ đã phản bội Võ Nguyên Giáp ở chỗ nào? Một đại tướng Võ Nguyên Giáp mà họ cho về làm giám đốc sở sinh đẻ, xưởng đẻ lớn, chứ không phải là nhục nhã cho một đại tướng đâu. Nhưng bây giờ họ vẫn vút đuôi, họ vẫn mang ông ra làm trò hề bưng sung, cho mặc những bộ đồ, mang cái lon đại tướng đi đâu tiếp xúc. Và đồng thời ông cũng biết đời ông là tàn, có lỗi với nhân dân rồi, có lỗi với dân tộc Việt Nam rồi, ông cúi đầu xin tạ tội rồi, ông không nói gì được nữa. Ông muốn sống kéo dài ngày sống, ông cũng muốn chờ như chúng ta, chờ cái ngày mà Đảng Cộng sản chết, để rồi ông có tự tử theo người Nhật mổ bụng để lấy lại cái danh dự của một võ đại tướng hay của một dòng họ Võ. Cũng như Trường Chinh cũng là con nhà giàu tư bản, nhưng mà sinh con ra trời sinh tính, thằng một thằng con mất dạy, đã từng mang roi vọt đến mả bố của nó đánh. Trên đời này người Việt Nam phong tục và lễ giáo không cho phép thằng con nào mất dạy như thằng Trường Chinh, thì nó cũng đã chết. Rồi nhìn lại bầy con của Trường Chinh được cái gì không? Nghe nói như Phạm Văn Đồng làm thủ tướng muôn đời của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cuối cùng Phạm Văn Đồng được cái gì? Có đứa con trai thì muốn bay đi Mỹ vào miền Nam để lánh nạn cộng sản, chẳng may cái máy bay nó không đủ xăng nhớt nên rớt mà chết. Để rồi cho Phạm Văn Đồng phải đau đớn khi thấy người vợ điên khùng ở trong cái dinh của ông thủ tướng, cởi trần cởi chuồng tối ngày nhưng mẹ điên không biết gì hết. Đó là cái nhục của Phạm Văn Đồng, mà cho đến khi chết rồi Phạm Văn Đồng không rửa gọn được hết cả. Vì Phạm Văn Đồng thật sự đâu phải tên là Phạm Văn Đồng, nó là Nguyễn Văn Đông, tên đi buôn thuốc phiện ở Cao Bắc lại. Rồi lúc đó cần tiền Hồ Chí Minh kéo vào, thay vì dùng danh từ là Nguyễn Văn Đông, nhưng mà sợ mang tiếng là thằng đi buôn thuốc phiện lậu thì mọi người họ biết, mới đổi lấy họ Phạm, tức là họ của mẹ, tức là Phạm Thị, họ đổi là Phạm Văn Đông. Nhưng mà sau nghe cái Đông nó nặng quá, rồi không biết nghĩ làm sao, bàn mưu thì Hồ Chí Minh có nói rằng thôi chú đổi tên là Đồng đi, thì mới có danh từ là Phạm Văn Đồng. Phạm Văn Đồng là cái thằng vô học, không có học vấn gì cả, thằng đi buôn thuốc phiện lậu từ ở miệng bên dưới bên tàu vượt biên để mà về bán cho những dân nghiện ở miền Bắc Việt Nam. Tại sao những lịch sử như vậy, những tất cả những cái như vậy, sự thực vẫn là sự thực. Chúng tôi không nói dối, bởi vì cái người yêu nước Việt Nam ai cũng vậy, nói dối hay nói thật, sự thực vẫn là sự thực. Cho nên hôm nay tôi nói cho lớp trẻ thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, và những người đang mù quáng được bộ óc tuyên truyền cứ tưởng rằng Bác và một số đảng cộng sản bây giờ là những người yêu nước, hãy nhìn lại của chế độ cộng sản bây giờ. Những ông lớn từ Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, hay là ông Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, thì giữa cái vấn đề Mặt trận Tổ quốc á, của ông Phạm Duyệt á, với lại ông Phạm Khải á, Phan Văn Khải đó, thì con của ông Phan Văn Khải đã giết chết con của ông Duyệt chỉ vì tranh giành gái đó. Nhưng mà ông Duyệt đâu dám nói gì, ông Duyệt cũng còn ham sống, ham cái hão danh là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Thế đó là cái chết. Mang dòng họ Phạm ở Thái Bình đi là cảm sự nhục nhã của Phạm Duyệt. Bởi vậy Duyệt là một đứa con bất hiếu, là một người cha không đáng kính và một người dân phản bội Tổ quốc. Có danh là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc nhưng mà thực lực chẳng có cái chó gì cả. Nó đưa lên để ngồi cái vị đó để làm gì đây? Đi đâu để đưa bộ mặt ra thì chúng cho ăn uống được một chút, hoặc đến đâu dân chúng nó cho ăn thì cũng có tí gà, tí thịt, tí heo để mà sướng cái thân với tôi. Rồi chết đi. Thái Bình là một cái chỗ quê nổi lên của sự chống phá
kể cả thực dân Pháp lẫn cả Đảng Cộng sản mạnh nhất. Cũng như cách đây vài năm, quý vị đã thấy rằng đồng bào ở Thái Bình đã nổi lên vì vấn đề ruộng đất ăn cướp của họ, mà nhất là cái quê hương đó đây là quê hương thành trì tiếp tay với Cộng sản nhiều nhất. Nhưng rồi cuối cùng họ cũng thức tỉnh. Nếu nói về tội đồ của Đảng Cộng sản, nói từng người một, tôi nói thật, có để cho tôi nói chuyện với quý vị thì quý vị nghe, quý vị hiểu một sự thực 100%, thì có lẽ tôi kể đến từ ngày hôm nay đến lúc mà tôi chết chắc không đủ thời giờ. Tôi chỉ vắn tắt đại khái như vậy để cho tất cả các anh em nghe và hiểu. Vì tôi cũng là một trong ủy ban trung ương quân ủy của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà chỉ vì con mình là con một người gọi là tư sản mại bản, giàu có địa chủ, yêu nước, cũng may là họ làm sớm và tôi biết đường biết cách để còn sống ngày hôm nay. Chứ nếu họ cũng mà để nó làm một tân bước mà cho mình lên cấp tướng, chắc tôi cũng chết giống nhiều tướng không biết thây chôn ở đâu, mà không biết dòng họ mình ở chỗ nào nữa. Bởi vì Cộng sản đã giết người rồi thì nhiều cách giết, mà dã man nhất trên thế giới này tôi đã nhìn ra chứng kiến, không ai dã man bằng Cộng sản Việt Nam giết người. Thưa quý vị và anh chị em thân mến, đây là một lời chân tình của một người già trên 80 tuổi, đã từng phục vụ trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đã từng có công lao rất lớn trong trận Điện Biên Phủ, và đã từng gọi là anh hùng chiến đấu, huy chương hạng nhất, rồi cuối cùng được cái gì Đảng Cộng sản ban ơn, thưa quý vị, quân hàm trước hết, và đánh cho hai cái tát tai đồ con địa chủ. Tôi thấy đau đớn lắm. Nếu không có thằng địa con địa chủ này thì không bao giờ có thắng nổi mặt trận Điện Biên Phủ, và biết bao nhiêu người thanh niên yêu nước đã chết trong mặt trận Điện Biên Phủ, chết mà không có toàn thây. Đó, một sự thực như vậy. Hồ Chí Minh có tội như vậy và chết như vậy, chết vào đúng cái ngày 20 mùng 1 tháng 9, chứ không phải mùng 29, 2 giờ sáng. Sự bưng bít đó của Đảng Cộng sản, bây giờ có bao nhiêu quý vị, các con cháu của quý vị trong đảng viên cao cấp Cộng sản đi rất ngoài du học, nó cũng biết mở mắt nó ra, nó vô thư viện của Liên Xô, nó vô thư viện của Pháp hay bất cứ một thư viện nào, những tài liệu chính thức, những hình ảnh, sự vừa có hình ảnh vừa có đủ thứ hết, thì nó biết Đảng Cộng sản và những người cha ông chúng nó đã theo, đã lầm lẫn. Cho nên nhiều khi tôi cũng gặp lại một số con em của những vị cao cấp của Đảng Cộng sản bây giờ, nhưng mà những người đó đối với tôi là những đàn em của tôi. Chúng nó chỉ nói câu rằng: bác ơi, ông ơi, thôi con đi du học thì đi, đó là cái cơ hội, bảo về thì chúng con không về. Bởi vì đọc lịch sử tất cả một cái thì cha con hay ông con ở Việt Nam toàn là những ông nói dối ông. Nó biết nói được những câu đó, đủ hiểu lòng thành của người Việt Nam chúng ta, nó thực sống lại một cách chân tình. Thế tôi kêu gọi tất cả các anh em tuổi trẻ Việt Nam, ngay cả bây giờ anh em có cha mẹ làm lớn ở trong Việt Nam mà hiện tại đang đứng ở trong đường dây tham nhũng, ăn cắp, ăn trộm của công quỹ, nếu biết chia sẻ đút đót im lặng thì còn, mà không thì chúng xí khí là rất dễ dàng. Ăn thua gì đâu, tiền bạc lại về tay chúng nó trở lại và mình sẽ bằng tay trắng. Chưa có một chế độ nào tham nhũng như vậy, ăn cắp công quỹ như vậy, ăn cắp tất cả công quỹ của nước ngoài vào như vậy. Như tất cả các anh em trẻ tuổi đã từng thấy trên báo chí, họ phanh phui ra, cũng giống như Phan Văn Khải cũng vậy. Phan Văn Khải cũng vậy, tội nghiệp quá, cả một đời quá giờ được ngồi đến làm cái thủ tướng, nhưng ông ấy đâu có nhớ cái dĩ vãng của ông ấy, là một thằng lính dốt, ngu si dốt nát. Trong khi đó chính Lê Duẩn đưa Phan Văn Khải lên trong một cái buổi chào cờ, lúc đó Phan Khải còn mang một quân hàm đại úy, thì lúc mà chào cờ trong đơn vị, Lê Văn Khải có hô lên một câu và tất cả các anh em chào cờ buổi sáng, nhưng mà
cái dòng giống của những đứa mà gọi là không có học mới hơi mất dạy. Thành thử ra quên hỏi phải hô với các anh em, thay vì hô nghiêm mày đứng cào lá cờ đỏ sao vàng đi. Thế nhưng mà hắn là chưa kịp thơ thì hắn mới nói một câu như thế này, tôi còn nhớ mãi: đù mẹ chúng mày nghiêm chào cơ. Đó là cái câu mà Lê Duẩn đứng bên cạnh mà câm họng không dám nói câu gì cả, thôi đành để im lặng luôn. Rồi cuối cùng sau Lê Duẩn đã khiển trách Phan Văn Khải. Đó là ông thủ tướng đó là như vậy. Thế còn bây giờ mà, như các em các cháu của tuổi trẻ hay nhìn thấy thay đổi một vài vị lãnh đạo mới còn trẻ thì cộng sản nào cũng là cộng sản, thì giết hại dân tộc Việt Nam. 82 triệu dân Việt Nam không lẽ chỉ sợ trên 100 đảng viên đảng cộng sản hay sao? Quân đội nhân dân là quân đội của dân tộc Việt Nam, các tướng lãnh đứng trong hàng ngũ cộng sản bây giờ là những người cha chú của các em cháu trong thế hệ bây giờ. Tại sao không biết suy nghĩ mà ngẩng mặt quay trở lại với tổ quốc Việt Nam, cầm cái họng súng đó quay đầu lại bắn vào đầu chúng, cho bẻ đầu chúng ra. Và những anh em trẻ, lính trẻ từ cấp đại úy, thiếu tá hay là trung tá mang quân hàm đó với đồng lương chết đói, cả một đời chưa chắc đã mua nổi cái xe đạp, nhưng mà nhờ tham nhũng băng nọ với băng kia mà mua được nhà lầu xe hơi, vợ thì già nhà quê. Ngày xưa thì thường miền Bắc là lấy vợ là vợ già hơn chồng à, bởi vì mẹ đâu có gái nào mà nó mê lính thích lấy bộ đội, đừng phải lấy những bà già. Thì bà già sau khi mà chiến ở đất nước rồi thì bắt đầu thấy chán bà già mới đi kiếm gái, mà nhất là gái ở miền Nam. Nhưng bây giờ thì nhìn kỹ lại thì miền Nam hay miền Bắc cũng là cái ô nhục bởi đảng cộng sản. Và bây giờ nhìn lại ở Việt Nam, các em cháu được thoải mái một phần nhỏ ăn chơi, bởi vì chúng sợ rằng nếu không cho ăn chơi như vậy, ăn mặc quần áo như vậy, bắt chước ở nước ngoài, đó là tưởng là tự do, nhưng mà không, cũng có tùy từng chỗ nó để, cũng có những chỗ nó trước sau nó sập hết cả. Nó làm gì? Để cho tất cả các em cháu quên đi cái tội lỗi của đảng cộng sản, chỉ lo biết ăn chơi thụ hưởng, sống ngày nào hay ngày đó thế thôi, chứ còn không biết là tương lai đất nước mà các em cháu đi ăn uống nhảy đầm đêm nọ đêm kia hay là xe hơi giàu có vậy là mình sung sướng đâu. Không đâu. Thì cái lớp này mà lấy vợ lấy con thì lớp con cháu nó càng khổ hơn nữa. Nếu sau này mà ví dụ như đảng cộng sản nó còn thì những người cha đó còn khổ hơn nữa. Và cả dân tộc Việt Nam 82 triệu, tôi phải nói 82 triệu dân miền Nam và miền Bắc, miền Trung, tại sao chỉ có tập đoàn cộng sản có mấy trăm thằng sợ chết hay sao mà không đứng lên để chấp nhận đi, súng ống chúng mày có bắn được không? Bởi vì những thằng con trong quân đội nhân dân là con cháu chúng ta, hai bên dòng họ nội ngoại, không lẽ nó cầm súng nó bắn chúng ta? Thì hãy nói chúng nó quay lại bắn vào đầu những thằng cộng sản đó, những thằng gộc cộng sản đó, để cứu dân, cứu dân và cứu nước. Đó mới xứng đáng là những người của quân đội nhân dân. Đó mới xứng đáng câu gọi là danh từ của quân đội nhân dân anh hùng mà đứng lên để tiêu diệt cộng sản. Chứ không phải quân đội nhân dân anh hùng mà để mà người mình giết người mình không? Bây giờ, ngày trước lấy cái cớ là chống Mỹ, nó hù họa, nó che giấu, nó làm đủ mọi thứ để bịt miền Bắc. Nhưng mà 31 năm nay, tất cả miền Bắc và miền Nam đã tối thiểu nhìn thấy rồi. Miền Nam đâu có nghèo. Và thanh niên miền Nam đâu có ngu dốt, được đi du học khắp thế giới và trở về phục vụ đất nước. Với bao nhiêu người tài giỏi sau khi mà cộng sản vào đã đầy đọa họ đi, gọi là danh từ là chạy cải tạo cho nó đẹp. Một nhà tù mà nhà tù không có ngày ra. Cái tội đó những bè lũ của đảng cộng sản, những tên đầy tớ của cộng sản đó sẽ chịu trách nhiệm với lịch sử. Lịch sử chúng ta là một lịch sử oai hùng, ông cha chúng ta là những người oai hùng từng đuổi ngoại xâm để xây dựng đất nước. Nhưng đảng cộng sản không đuổi được ngoại xâm nào hết, bằng cớ bây giờ là ngoại xâm thanh toán cho nước ta ngàn năm độ, nước ta là thằng đầu,
Bây giờ nó đang nhem nhúm để chiếm hết miền Nam Việt Nam. Sau khi mà Đảng Cộng sản chấp nhận rằng những người ở trong cái nước đó bên Tàu đi qua Việt Nam không cần có visa, đó là cái để cho bên Tàu bây giờ nó thiếu ăn, thiếu đủ thứ, nó phải tràn qua Việt Nam mình, rồi nó lấy vợ Việt Nam, nó sinh con đẻ cái, rồi từ 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 cái Việt Nam nếu không chống bị trời lật đổ kia thì nó sẽ là một thuộc địa của Cộng sản Trung Quốc. Nhưng mà Cộng sản Trung Quốc có thành công hay không? Bên Trung Quốc họ cũng đã mở màn mở mắt hết rồi. Họ cũng muốn tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cái ngày để mà Đảng Cộng sản Trung Quốc nó tan rã rồi đó, thì lúc đó Việt Nam á, chắc là chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là còn thôi. Thì lúc đó chắc là Việt Nam sẽ là bá chủ thế giới. Bá chủ thế giới của những sự giết chóc, của những nghèo nàn. Và từ đó, nó chỉ có cách là tự tử, là chết. Chứ không có nước nào chứa cái Đảng Cộng sản cả. Với Trung Quốc hết rồi, Nga Xô thì nó đâu có chứa. Còn nước nào nữa đâu, chạy qua Cuba hả, đâu có đủ máy bay tàu bè mà đi. Chạy qua Bắc Hàn hả, ô mẹ nó còn đói hơn cái gì mà ăn. Vì vậy, hỡi những thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước chưa thức tỉnh, giờ phút này hãy thức tỉnh đi, không thì quá muộn. Lịch sử đã điểm, giờ đã điểm. Nước Việt Nam là của dân chúng Việt Nam, chứ không phải một Đảng Cộng sản nào hết. Đảng Cộng sản thì là đảng ăn cướp, bởi tập đoàn bè lũ mà chúng đã chết rồi. Bây giờ những lớp trẻ bề dưới của nó sống lại để tiếp tục cai trị người dân bằng súng đạn. Nhưng súng đạn đó rồi vô ích. Hãy nhìn qua cái thế chiến vừa rồi, trong cái chiến trận vừa rồi, những thằng Iran, Iraq, giàu có dân chúng nó cũng sướng hơn, nhưng cũng chỉ vì tiền mà nó sa đọa vào cái vòng khổ sở và chết chóc người dân. Thì Việt Nam cũng vậy. Tôi tin chắc với tất cả các anh em thanh niên trẻ và những người đảng viên Cộng sản, nếu không thức tỉnh, rồi đây quý vị sẽ phải trả một cái tội là tội phản quốc, chứ không phải như là miền Nam quý vị từng đổ tội cho quân lực Việt Nam Cộng hòa và anh em miền Nam Việt Nam là phản quốc. Chính Cộng sản Việt Nam, chính những đảng viên lớn và trẻ là những kẻ phản bội Tổ quốc. Cộng rắn cắn ngà nhà, rồi mang voi để giày mà tổ. Ông cha chúng ta chôn chỗ nào, nó đào xới hết lên để nó lấy đất, nó làm nhà cửa, nó xây building, nó làm giàu trên xương máu của ông cha. Tất cả các bạn, thanh niên nhìn kỹ khắp nước Việt Nam coi, có mồ mà ông cha nào chúng ta, mà ông cố ông nội chúng ta mà để yên được không, hay nó đào hết, nó lấy đất để nó xây, nó làm đầy tớ cho những cái thằng của tư bản. Nếu mà nó ghét tư bản thì sao nó còn ôm đít tư bản? Nó chửi Mỹ, đánh cho Mỹ cút người nhào. Tại sao nó còn bưng bô coi Mỹ nó xin tiền, xin viện trợ, xin đủ thứ? Cái đó là cái nhục. Cái nhục của người dân tộc Việt Nam, chứ không phải cái nhục của những thằng Cộng sản. Những thằng nó không đáng để chúng ta nói chuyện, không xứng đáng. Dù rằng bây giờ nó thì 70, 80, 60 tuổi. Hãy thức tỉnh đi các em cháu. Tôi một người năm nay 81 tuổi đầu còn sống thế này á, là cố ý sống để có sức khỏe mà sống. Sống để chờ cái ngày Đảng Cộng sản bị tiêu diệt và trở về nơi quê cha đất tổ của tôi ở tại Hà Nội. Tôi cũng mong cái ngày đó để mà vong linh những người bạn của tôi đã từng lầm đường lạc lối mà chết, để được họ đầu thai của một kiếp khác. Phải nói như vậy bởi vì mình dùng những danh từ mà mình chửi, thì bây giờ có ngồi mà chửi á, như ngồi ở vỉa hè mà chửi, chửi hết đời này qua đời khác cũng không hết được. Nước miếng mình vẫn còn, cũng chỉ hòa được. Nhưng hãy để dành cái nước miếng này để mà chia vui cho cái ngày Cộng sản nó sụp đổ, và chia vui với những vong hồn mà đã đi thay ta, chết thay ta, và ngồi nói chuyện lại, dựng lại nước, lập lại nhà, tìm lại họ hàng thân thích. Bây giờ quý vị nhìn thấy tất cả những nghĩa trang mà gọi là Đảng Cộng sản, gọi là liệt sĩ đó. Quý vị cứ đếm thử coi trong biết bao nhiêu nghĩa trang đó, có bao nhiêu xác là thật, có bao nhiêu cái là hòm không có, không có người, mà chỉ có cái tên.
làm gì? Đó là cái trò bịp. Liệt sĩ nọ kia rồi mấy đảng cao cấp cộng sản đến rồi cúi đầu ký nhá rồi khóc, toàn nước mắt cá sấu không à. Nước mắt cá sấu từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Đã vậy thôi, còn chia đất, chia biển cho giặc Tàu. Đó là một tội lớn của những đảng viên đảng cộng sản hãy còn mê muội. Rồi đây lịch sử sẽ phán xét họ, và cộng sản Tàu sẽ phải trả lại đất đai cho dân tộc Việt Nam. Trong ánh nắng bình minh, dân chủ và nhân quyền. Cũng như hãy nhìn kỹ lại, biết bao nhiêu tay sai đầy tớ của nó ở hải ngoại, muốn làm cái gì thì làm, muốn lợi dụng vào những hàng ngũ của người quốc gia ở nước ngoài này, có thằng nào vào được đâu. Loài bộ mặt ra được cung quốc chạy trốn hết. Ngay như tòa đại sứ cũng vậy, ở các nước trên thế giới, may mắn chăng chỉ có một số các đại sứ ở các nơi của các nước cộng sản mà đưa đồng bào anh em chúng ta đi lao động rồi ở lại. Vì không có người để nói, để hướng dẫn, cho nên anh em đã vô tình vẫn tiếp tay với cộng sản qua cái hình thức là mở chợ nọ chợ kia rồi mời mấy thằng đại sứ đến. Mà những thằng đại sứ đó nó có xứng đáng để đến để ngồi với chúng ta không? Bước ra hải ngoại rồi, những anh em đi còn đi lao động, chưa đi lao động anh em khổ sở lắm đúng không? Không có một đồng bạc trong túi, không có một điếu thuốc trong túi, nhưng mà ra được nước ngoài rồi, đến khi mãn hạn biết trốn ở lại, nó làm được tiền gửi về cho thân nhân Việt Nam mình xây dựng nhà cửa, cái đó là đền ơn cho bố mẹ đúng. Nhưng còn đưa đến các tòa đại sứ cộng sản rồi mời nọ mời kia thì chúng nó, cái đó lại còn có lỗi nữa. Mặc dầu đã bao nhiêu năm tất cả những thanh niên được đi lao động ra nước ngoài, biết bao nhiêu thanh nữ đi lao động nước ngoài để đi làm lao động, cuối cùng cũng đi làm bỉ, bị hành hạ, bị đánh đập đủ mọi thứ, ngay ở Nam Hàn, ngay ở Singapore, ngay ở Đức, ngay ở Nga. Người Việt Nam mình đi lao động không kiếm được tiền, cuối cùng đi làm gì? Đi làm lĩ để bán thân nuôi miệng, đi làm lĩ để có đồng tiền đó gửi về cho cha mẹ anh em ở Việt Nam xây nhà xây cửa và ăn uống. Nhưng khi cái thân xác bị bắt, bị tù tội, có người nào ở Việt Nam nghĩ tới không? Có họ an ủi cho người đó không? Hay ở Việt Nam cũng bảo thôi tiền mày mày đưa tao, tao cứ xài, còn mày chết mà kệ mày. Đó là cái vong ân của những người Việt Nam còn sống ở trong nước đã phản bội lại những người đi lao động. Và biết bao nhiêu người đi lao động sao họ yêu cộng sản, sao không trở về đất nước phục vụ cộng sản, mà sao họ còn trốn ở lại? Thì đấy, những thanh niên Việt Nam còn trong nước, những người còn mù quáng tin cộng sản, hãy nhìn những cái gương đó đi. Trước khi ra khỏi nước, gia đình phải vay nợ người nọ người kia mấy ngàn đô la để cho cái tụi nó được đưa đi, rồi cuối cùng bị tù, bị tội, bị giết. Ở nước nhà, những người thân nhân người đó có nghĩ đến người đó không? Xin thưa là không. Họ phản bội hết, họ mù quáng hết, chỉ vì đồng tiền. Mà trong nước Việt Nam này, chúng ta ngày hôm nay chỉ vì đồng tiền, do đó Đảng Cộng sản nó mới mua chuộc được. Chứ nếu không vì đồng tiền, không vì sự ăn chơi bây giờ, nó có tiền nhiều ăn chơi nhiều, có tiền ít ăn chơi ít, để làm gì? Để nó khỏa lấp cái tội lỗi của Đảng Cộng sản, để nó khỏa lấp đi tất cả những cái gì mà Đảng Cộng sản nó lầm lỗi, để nó che giấu và bưng bít, giống như ngày xưa trước năm 1954. Thôi cảm ơn tất cả các anh em. Tôi nói như vậy chắc anh em cũng đã hiểu. Sức già nhưng mà đầu óc còn minh mẫn, có cái tâm còn với đất nước Việt Nam. Tôi nói đây để chuộc lại những lỗi lầm ngày tôi còn trẻ đã lỡ đi theo với Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi cầu chúc những anh em nào đang lỡ lầm đường hãy nghe lời tôi. Tôi thành thật nói sự thực như vậy. Và tôi cũng van xin anh em đang lỡ lầm hãy quay đường lại với người Việt Nam để làm cho nước Việt Nam mình có dân chủ, có nhân quyền. Tôi biết, tôi nói ở đây, rất nhiều anh em cũng xúc động và muốn quay trở lại.
Nhưng đằng sau trước khi muốn quay trở lại thì có những cán bộ cộng sản hãy còn ngu nguội không biết, chúng vẫn còn đang dí súng vào lưng anh em. Cho nên sau khi mà tôi xuống đây để khám bệnh với lại bác sĩ Tiến á, thì tôi cũng cảm ơn bác sĩ Tiến đã cho tôi nói đến với anh em vài lời tâm sự. Và hiện tại bây giờ với cái tuổi đời của tôi, tuổi Tây á thì là 83, mà tuổi ta tính theo An Nam là 84. Đó là một lời chân tình của một người sắp lìa quê cha đất tổ, mà không được chôn thây tại quê nhà, có thể phải chôn thây ở xứ người. Cái đó là cái nhục lắm. Hỡi tất cả những anh em theo cộng sản, tất cả những thanh niên ở nước ngoài đi lao động ở lại, hãy nghĩ đi, suy nghĩ đi, đừng nhìn và đừng tin những gì của Đảng Cộng sản nói nữa. Hãy thức tỉnh đi, bởi vì giờ en đã đến, đó là giờ của Đảng Cộng sản bị sụp đổ, và trên thế giới này sẽ không còn có Đảng Cộng sản nữa. Cũng như tôi nói đây để anh em hiểu, như là Fidel Castro cũng sắp được chết, năm nay cũng mới 80 tuổi, còn thua tuổi tôi. Đấy, dân chúng của Fidel Castro mà không có những kiều bào ở Mỹ á, của đồng bào Cuba gửi về đó, thì họ cũng đã chết từ lâu. Nhưng mà cái cộng sản của Cuba nó khác cộng sản Việt Nam, bởi vì á, nó làm gì làm nó còn cho dân nó ăn uống được đầy đủ chứ, nó hơn cái cộng sản Việt Nam được rồi. Bây giờ nếu ngày nào bảo có tự do, dân chúng ở Việt Nam đi đâu không ai hỏi giấy tờ, tụ tập ở đâu từ 5-10 người, 20-30 người, 500-300 người không ai hỏi. Và có như vậy thì mới gọi là có dân chủ, có nhân quyền, có tự do. Cũng như bây giờ, tôi xin một phút nữa thôi, là quý vị đã thấy rằng ở Việt Nam, tôi được nhìn những hình ảnh anh em quay phim và một sự thật của những anh em ở Việt Nam. Khi đi đường mà bị đụng xe đó, thì cũng không có xe cứu thương, không có cái con mẹ gì hết, cũng không có y tá đến đó. Chỉ được lệnh là chấn bất cứ một xe nào đó nó là đưa bệnh viện. Trong lúc có thể chấn thương nặng như vậy đưa đến bệnh viện mà không có cách cấp cứu thì tới bệnh viện thì có chết rồi. Như vậy thì những đồng tiền nó ở đâu mà dùng những đồng tiền nó để xây nhà tù những người chống đối lại Đảng Cộng sản? Đau đớn thay, một đất nước có những người lãnh đạo lầm đường lạc lối mà vẫn ngu si, vẫn chưa biết thức tỉnh, vẫn biết chưa biết quay đầu. Tôi hy vọng rằng một ngày rất gần đây sẽ có một ít tay giống như là ông chủ tịch của nước Nga đứng lên lật đổ bạo quyền Cộng sản Nga để thay đổi thời Nga Hoàng, thì Việt Nam cũng sẽ có một ngày sẽ có một ít tay một người Việt Nam đứng lên để lật đổ bạo quyền Cộng sản Hà Nội. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã lắng nghe những giây phút tâm tư của một người đã hy sinh trong Đảng Cộng sản trên 30 năm, phải nói như vậy, rồi sau đó sống lùi thủi một cuộc đời ảm đạm ở đất nước, và cuối cùng được may mắn hơn nữa là được một số con cháu anh em nó bảo lãnh để cho đi với tuổi già này ở xứ người này. Nơi đây chúng tôi lúc nào cũng hằng mong một ngày trở về để chết trên quê hương có tự do dân chủ. Không cần phải nói rằng bây giờ bất cứ màu cờ nào cũng được, bỏ cờ đỏ sao vàng, hay kể cả bỏ cái lá cờ vàng lá sọc đỏ để một lá cờ khác của Việt Nam thống nhất, cô vẫn thấy sung sướng hơn là nhìn lá cờ máu, vì lá cờ của Đảng Cộng sản chứ không phải lá cờ của nước Việt Nam. Đảng Cộng sản là một đảng khát máu giết người, mà tôi đã chứng kiến những hành động giết người trong khi tôi còn nằm trong quân đội nhân dân. Xin tạm biệt anh em, hy vọng có một dịp khác khi tôi đến khám bệnh bác sĩ Tiến, tôi sẽ hầu chuyện anh em sau. Và sau đây cũng xin phép được cảm ơn bác sĩ Tiến cho tôi được nói đôi lời đó và chia sẻ với cả anh em. Cầu chúc các anh em bình phục, khỏe mạnh và sáng suốt lý trí để đưa Việt Nam tới con đường dân chủ, tự do và nhân quyền. Chào tạm biệt.
Chưa chết đã là đúng đầu đâu không? Có tập phòng ngay đi không? Đập đập đầu được làm gì? Tập đầu chết thế nào được? Tập phòng ngay kia. Túm xích anh nghe túm xích. Ông cổng qua chưa? Làm gì? Cái đầu đó ở đâu đấy? Ê, ông đi vui đấy. Sống quá mà. Tập phòng ngay đi không được? Cứ đập vào đầu. Số mày không không chết nhưng mà mày chạy rồi đấy, nhạt đòn chí mạng đấy. Nhạt nữa. Ui trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Buộc cái mõm vào đây. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi không nên. Đây. Lấy dao chọc dao cụt thế để cạnh đập vào cung họng này. Đấy được rồi, dò vào lấy vào dao cụt sao nghiêng dao đấy, bắt đầu chọc đi trong đấy nới chảy ra thấy này cái mõm nó này hất ra thì giờ thế tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Gió đánh cái cành nhỏ nằm nòng thôi, hứng nữa vào không ấy thì nó ra ngoài, có chi tiết ra ngoài hết, cho dao vào lách nó ra dốc. Đấy nhiều chốc nó ra đấy, giờ bắt đầu nó còn thở. Nothing.